chúng ta hãy nói tới một cái thông tin khác mà rất nhiều người quan tâm đó chính là fed nào các bạn cuối cùng đó thì fed nào đã có mặt rồi thì fed nào là như thế nào có phải là một cái cbc hay là không có phải là một mạng lưới thay thế đồng đô la hay không thì không phải đâu các bạn để thường chia sẻ Ít ra bây giờ là không phải Tương lai ra sao đó thì tương lai mới có câu trả lời Nhưng mà ngày hôm nay đó thì FedNow đã chính thức ra mắt Có nghĩa là bây giờ những ngân hàng, những công ty mà muốn sử dụng hệ thống này có thể bắt đầu đăng ký Ở Hoa Kỳ đó các bạn đã biết là tính riêng ngân hàng thôi đã có hơn 4.000 ngân hàng Và công ty cung cấp dịch vụ đó thì có vô số kể Cho nên ước tính là khoảng chừng 2-3 năm thì tất cả những công ty đó mới bắt đầu sử dụng FedNow Nhưng mà ngay thời điểm bây giờ đó đã có 41 tổ chức có nghĩa là 41 ngân hàng, 35 công ty cung có tình vụ đã tham gia mạng lưới này rồi. Chúng ta có những ngân hàng rất lớn như là chúng ta đã từng nói tới là Chase Bank, bạn này được bên dưới này, JP Morgan Chase. Chúng ta có những cái ngân hàng rất là lớn như là Wells Fargo thì US Bank tất cả đều nằm trong danh sách này hết. Nói chung đó, Fed nào là một cái mạng lưới để mà xử lý thanh toán tức thì. Tôi sẽ chia sẻ thêm tại sao chúng ta lại cần phải có một mạng lưới như là FedNow xử lý thanh toán 24 giờ một ngày như vậy. Nhưng mà FedNow cũng là một cái mạng lưới mà có khả năng có nhiều ứng dụng sẽ được gây dựng lên trên mạng lưới đó. Giống như là hợp đồng tương lai các bạn, các bạn có thể là lập trình tiền sẽ được sử dụng như thế nào. Nhưng mà ngay thời điểm bây giờ đó thì FedNow chỉ là một mạng lưới để mà thanh toán xử lý những giao dịch liên quan tới đồng đô la giữa những cái công ty mà đã đăng ký trong dịch vụ nào này mà thôi và những công ty này là những cái ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ và hiện giờ không có CBDC nhưng mà trong tương lai đó thì một cái đồng tiền cơ số quốc gia CBDC hoàn toàn có thể được chạy trên mạng lưới này Chúng ta cũng đã thấy được có một số những cái thông tin được chia sẻ trực tiếp từ Fed đây là cái thông tin từ Fed liên quan tới Fed Now à, và chúng ta cũng có một số bài viết nhưng mà cái thông tin bây giờ cũng không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà cũng có một vài câu hỏi một chút xíu lo lắng từ cộng đồng liên quan tới Fed Now cho nên Thuần cũng muốn dành thời gian chia sẻ những gì mà thuận biết ngay thời điểm bây giờ đầu tiên hết á, thì à, câu hỏi của nhiều người là Fed Now có liên quan gì đến crypto hay không hay là tiền điện tử hay không thì câu trả lời các bạn đã thấy là từ Fed là không liên quan gì đến tiền điện tử hiện bây giờ tương lai thì có thể các bạn đã nhớ đó là Fed nói là bây giờ đó thì Fed không có ý định tung ra một tiền kỹ thuật số quốc gia cho người dân nhưng mà Fed cũng có ý định tung ra một tiền kỹ thuật số quốc gia bán sỉ cho những ngân hàng và những ngân hàng đó cũng có thể là cung cấp dịch vụ đó cho người dân Tóm lại đó thì tôi nghĩ tiền của quốc gia CBC chỉ là sớm muộn mà thôi Có một số những tiểu bang như Florida thì chống đối lại Nhưng mà tôi nghĩ cái sự chống đối đó nó cũng không tồn tại lâu đâu Chúng ta chỉ có thể trì hoãn chuyện này xảy ra mà thôi Chứ còn không thể nào mà chống đối mãi được Tại vì đó thực sự cũng có một số những sự tiện lợi mà chúng ta cũng đã từng nói đến Nhưng mà chúng ta cứ tiếp tục nói tới Fed nào đi Thì Fed nào cũng sẽ không có bất cứ token nào Như thường chia sẻ tương lai thì có thể có CBDC Điều thứ ba các bạn nên biết đó là Fed nào hiện giờ là không cạnh tranh với Ripple hay là Stablecoin hay là tất cả những cái công ty tương tự Đây là cái sự lo lắng của nhiều người nói là bây giờ có Fed nào rồi thì có cần Ripple hay không Tại vì Ripple cũng là công ty cung cấp những cái công nghệ để mà di chuyển tiền nhanh chóng Stablecoin cũng nói là họ à, cũng được tạo ra để mà di chuyển tiền mà không cần phải dựa vào ngân hàng hiện bây giờ Thì bây giờ đã có Fed nào rồi có cần có Ripple, Stablecoin hay những công ty tương tự hay không Thì cô trả lời là cũng không liên quan nhiều lắm bây giờ đó các bạn tại vì hiện bây giờ ra FedNow chỉ hoạt động trong Hoa Kỳ mà thôi. Đây là một cái hệ thống thanh toán như những ngân hàng mà đăng ký với Fed ở Hoa Kỳ. Không giải quyết những gì quốc tế các bạn thấy được là phần lớn nó Ripple là hỗ trợ à, giải quyết giao dịch quốc tế mà thôi chứ không phải là hỗ trợ giải quyết giao dịch trong nước. Stablecoin cũng như vậy. Đó là điều thứ ba. Điều thứ tư thì có nhiều người nói là chúng ta đã có cái dịch vụ như là Vemo, PayPal, Hoa Kỳ. Các bạn có thể là gửi tiền tức thì luôn thì tại sao lại cần phải có FedNow? Điều này khó hiểu quá. Thật ra đó, những dịch vụ như là Vemo, PayPal, những ứng dụng các bạn tải số như Zelle đó, những ứng dụng tương tự như vậy đó thì chỉ là các dịch vụ trung gian mà thôi. Trên căn bản Vemo, PayPal, Zelle thì vẫn phải dựa vào ngân hàng hiện tại. Và những ngân hàng hiện tại đó thì lại dựa vào hệ thống xử lý tiền tệ hiện tại. nhiều cách khác, thì khi mà bạn chuyển tiền sử dụng những ứng dụng đó đó thì không có tiền nào từ di chuyển hết các bạn trên căn bản đó thì cái các bạn thấy chỉ là con số thay đổi trên màn hình mà thôi vài hôm sau đó thì những ngân hàng họ mới thật sự là thanh toán chuyển tiền lẫn nhau FedNow nào được sinh ra chính là để cải tiến tốc độ của hệ thống hiện tại đó có nghĩa là có thể chuyển tiền tức thì luôn khi các bạn bấm gửi thì thật sự là ngân hàng đã xử lý rồi thông qua hệ thống FedNow nào này đó là cái lợi ích của hệ thống này các bạn và FedNow ra thì sử dụng một cái blockchain gọi là Medo blockchain đây là một cái fork nghĩa là một cái tách rời ra từ mã nguồn của Avalanche và có một cái subnet gọi là Exchange và có thể kích hoạt hợp đồng thông minh điều quan trọng hơn đó là tôi nghĩ trong vài năm tới đây nhiều người sẽ sử dụng FedNow tại vì nó sẽ tiện lợi hơn các bạn để cho các bạn một cái ví dụ thực tế hơn. Khi các bạn sử dụng những cái ứng dụng như là Venmo, PayPal, các bạn chỉ có thể gửi tối đa và nhớ là 5.000 đô mà thôi. Nó có cái sự giới hạn. À, tại vì đương nhiên những cái dịch vụ này nó không phải là ngân hàng trực tiếp. Khi mà thuận mua nhà đó thì một trong những điều mà cái người bán nhà rất là quan tâm đó chính là thuận cần phải... Uh, gửi cái wire nghĩa là gửi tiền trực tiếp từ ngân hàng của thuận qua ngân hàng của họ và thường phải đi rất là sớm khi ngân hàng vừa mở cửa được thường phải gửi liền tại vì sao tại vì nếu như mà gửi chậm đó, thì ngân hàng có thể đợi tới ngày mai mới xử lý sẽ dẫn đến trì hoãn trong cái giấy tờ nhà cho nên các bạn thấy được là trong cái tình hình đó, đó thì chúng ta đã thấy cái tốc độ thanh toán tiền trực tiếp tức thì của ngân hàng nên nó thực sự không nhanh như các bạn nghĩ và nó chỉ hoạt động trong cái thời điểm mà giờ hành tránh mà thôi khi mà đóng cửa rồi đó thì các bạn gửi cần phải chờ đến ngày mai mới được xử lý tại vì đó là một số tiền tiền lớn những ngân hàng họ sẽ không ứng trước được các bạn vì lý do đó nhiều người sẽ sử dụng Fed Now các bạn sẽ nhận được lương nhanh hơn các bạn không cần phải chờ ACH 3 ngày 5 ngày giống như là thuần có thể à, muốn mua crypto bây giờ đó thì thuần gửi tiền vào giả sử như là Coinbase thì nhiều khi các bạn à, thật sự phải chờ 3 ngày 5 ngày trước khi mà tiền thực sự là saddle để các bạn có thể là mua crypto đương nhiên Coinbase ứng trước cho một cái số lượng tiền nào đó nhưng mà mua rồi các bạn cũng không muốn rút ra được cho đến khi nào họ nhận được tiền chứ tiếp tiền ngân hàng. Đầu tư chứng khoán cũng như vậy nói chung đó, là sẽ là một cái cải tiến rất tốt cho hệ thống hiện bây giờ. Vì lý do đó nhiều người sẽ sử dụng và nhiều cũng không quan tâm đến những hậu quả sau này đâu đó là cái sự chuyển của thuận. Nhưng mà đến một ngày nào đó đó khi mà nhiều người sử dụng rồi thì Fed mới đầu là mới thực hiện những cái phần còn lại và sẽ bắt đầu có CBDC. Và một điều quan trọng hơn đó các bạn nên biết là khi mà đã có những cái CBDC những ứng dụng lập trình rồi thì tiền các bạn có thể được lập trình giống như là các bạn có thể bị quản lý trong việc sử dụng tiền để làm gì bây giờ đó các bạn có tiền mặt thì đâu ai quản lý được các bạn đâu nhưng mà trong cái thế giới này khi có Fed nào rồi thì họ sẽ có thể quản lý được tiền các bạn có thể là gửi đến ai gửi cho công ty nào gửi cho quốc gia nào tất cả đều sẽ được lập trình hết và được quản lý hết cho đến khi nào đó ảnh hưởng các bạn các bạn mới thực sự biết được là cái quyền tự do sử dụng tiền nó quan trọng cỡ nào của các bạn các bạn là một người mà giống như là đang ở một quốc gia mà có cái sự thuộc về quốc gia khác mà các bạn có người nhà ở quốc gia đó các bạn muốn gửi tiền là một điều cực kỳ khó khăn luôn tại vì các bạn đã biết là giữa những quốc gia à, thì nó có sự cạnh tranh nhưng mà giữa người với người à, thì đâu có đâu các bạn nhưng mà các bạn lại không thể gửi tiền được tại vì bị hạn chế đủ thứ hết khi mà có phép nào hạn chế đó là lại càng sẽ mạnh hơn nữa và các bạn có nghĩ đi những cái sự việc liên quan tới ngân hàng sụp đổ đó tại vì nhiều người đến rút khi có fed nào rồi họ có thể là ngưng không cho các bạn rút trực tiếp từ fed luôn các bạn à, thì sẽ đương nhiên dẫn đến các bạn không rút tiền được nhưng mà cũng sẽ hạn chế cái việc ngân hàng sụp đổ để họ có thời gian để mà xử lý những cái uh, sự việc đó rồi thêm vào đó nữa các bạn đã biết là tương lai đó nhiều người cho sẽ là token hóa tất cả tất cả chứng khoán à, cổ phiếu tất cả đều sẽ token hóa nó sẽ là một dạng token trên blockchain khi mà chúng ta có những cái token đó được gây dựng trên Fed nào thì cái sự quản lý không chỉ ngưng ở chỗ là họ quản lý tiền bạc các bạn mà sẽ quản lý luôn tài sản các bạn có nghĩ đi một ngày nào đó giấy tờ nhà các bạn sẽ được token hóa ở trên blockchain và được quản lý bởi Fed thì tất cả tài sản của các bạn không những riêng tiền cũng sẽ bị Fed quản lý luôn đáng tiếc đó thường nghĩ đó là cái tương lai rồi chúng ta chỉ có thể trì hoãn mà thôi cho dù chúng ta có chống lại bao nhiêu nữa đó thì cái sự tiền lợi của Fed nào sẽ dẫn đến nhiều người sẽ không quan tâm đến những gì mà Thuận chia sẻ bây giờ đâu nhưng mà sau này thì mọi người mới thực sự biết được cái sự thưởng ra sao và nhiều người nói là có những quốc gia như là Trung Quốc để đi trước Fed có CBDC Thực ra cũng không hẳn đâu các bạn Khi mà mọi người trên Fed nào rồi đó Thì việc phát hành CBC nó sẽ cực kỳ nhanh chóng luôn Tại vì mọi người đã ở trên mạng lưới Fed nào rồi Các bạn đã thấy là những quốc gia mà họ đang triển khai CBDC đó Ngay cả Trung Quốc cũng vậy cũng có nhiều cái sự khuyến khích Và không phải là toàn quốc các bạn Chỉ là bắt đầu thương nghiệm ở một số nơi mà thôi Và khuyến khích mọi người sử dụng CBDC khi nào mà có Fed nào và có CBC đó các bạn thì được là cái sự thay đổi nó sẽ cực kỳ nhanh chóng. Cho nên một cách nhìn khác nữa đó là là Fed lựa chọn là gây dựng cái nền tảng trước rồi mới có CBDC Các bạn nghĩ sao về những gì mà thường chia sẻ các bạn hãy comment ở bên dưới Nhưng mà ngay thời điểm bây giờ thì nó không có ảnh hưởng gì liên quan đến crypto hết các bạn Nhưng mà tương lai đó thì thường nghĩ cũng không có ảnh hưởng đâu Nó sẽ có sự ảnh hưởng liên quan tới stablecoin Một ngày nào đó thường nghĩ là CBDC sẽ là lòng stablecoin được sử dụng cho những sàn Chứ không phải là những cái đồng như là Tether, USDC hiện bây giờ Chúng ta nói tới pháp lý Hoa Kỳ đi thì các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ đang ngày hôm qua Thuận Dư chia sẻ về cái dự luật mới liên quan tới DeFi của Thượng viện đó chính là đạo luật tăng cường an ninh quốc gia về tài sản tiền điện tử cũng gây ra nhiều cái sự tranh cãi các bạn và tôi đã chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm qua rồi Nói chung đó, thì đương nhiên là có xấu có tốt nhưng mà nó cũng là một cái bước tiến tới để thật sự có lực ở Hoa Kỳ và hôm nay chúng ta lại có thêm một dự luật các bạn đó chính là một cái dự luật đến từ Hạ viện Hoa Kỳ. Hôm qua là du lịch đến từ Thượng viện, hôm nay là đến từ Hạ viện. Và chi tiết hơn đó là hôm nay chúng ta có các đảng viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã chính thức giới thiệu một dự luật khác có tên là Đạo luật Công nghệ và Đổi mới Tài chính cho thế kỷ 21. Thì có thể là nhiều bạn cảm thấy là hơi rối một chút tại vì chúng ta nghe nhiều dự luật khác nhau. Nhưng mà thật ra đó, hai dự luật mới này là hai dự luật quan trọng nhất chúng ta đã thấy là một thời gian dài có thể là gần cả năm chúng ta không có nghe nói tới những cái dự luật nhưng mà trong vòng một tuần đã có hai dự luật lớn rồi tại vì sao các bạn tại vì chúng ta vừa có thông tin tuần vừa rồi liên quan tới xrp và sec thì rất rõ ràng là quốc hội rất là quan tâm và rất rõ ràng là chúng ta cần phải có luật trong thị trường này tại vì nếu cứ như vậy sec đi kiện thì không có kết quả gì hết thì để thường chia sẻ tóm tắt về đạo luật công nghệ và đổi mới tài chính thế kỷ 21 này bao gồm những gì và tổng cộng các bạn thấy được là sẽ có 6 phần quan trọng phần đầu tiên thì dự luật này yêu cầu ban quản lý chứng khoán là SEC và CFTC như là ban quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa hai cái ủy ban này phải viết các quy tắc dành riêng cho các sàn crypto rất là quan trọng các bạn tại vì SEC thì luôn nói là không cần phải có luật riêng cho crypto chỉ cần sử dụng những cái quy định hiện tại là đủ rồi nhưng mà chủ được nói là no 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 SEC cần phải có quy tắc dành riêng cho những sàn crypto không thể áp dụng quy tắc sàn chứng khoán vào crypto được nó không có hợp lý và các cơ quan quản lý đó sẽ bị cấm đưa ra các quy tắc về cách các cá nhân có thể tự nắm giữ tài sản kỹ thuật số có nghĩa là họ chỉ được phép ra quy định với sàn mà thôi không được ra bất cứ quy định nào cho các nhà đầu tư đó là điều đầu tiên Gail Ganser chắc đang lạ làng nè các bạn. <laughs> điều thứ nhì là các dự án crypto sẽ được miễn đăng ký khi mà chào bán token. Cho dù, điều này cực kỳ quan trọng, cho dù là chào bán dưới dạng hợp đồng đầu tư cho đến khi đủ phi tập trung, có nghĩa là trong trường hợp của Ripple bán token thì ngay cả bán như vậy cũng không cần phải đăng ký với SEC trong một thời gian nào đó, tôi không biết thời gian nào là bao nhiêu, có thể là 3 năm, năm năm, nhưng mà cho đến khi nào đủ phi tập trung rồi thì không cần phải quan tâm đến SEC nữa mà chỉ cần quan tâm đến CFTC mà thôi, tại vì lúc đó đã trở thành một hàng hóa rồi, các nhà phát hành có thể bán token trị giá lên tới 75 triệu như là có thể kêu gọi vốn lên tới 75 triệu mà có thể được uh, bảo vệ bởi cái luật này nếu như được thông qua và có thể bán lên con số này trong thời gian là 12 tháng có nghĩa là thì chia ra bán nhiều đợt uh, bán nhiều token nhiều đợt khác nhau nhưng mà chỉ được lên tới con số 75 triệu mà thôi đáng tiếc đó đây là một cái phần mà tôi nghĩ là nhiều người tranh cãi hiện bây giờ những cái công ty này họ phát hành token chỉ có thể bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc tổ chức đầu tư mà thôi không thể bán cho người dân trực tiếp và đó là những gì đang xảy ra hiện bây giờ Các bạn đã biết là trong vòng mấy năm qua Thì tất cả những ICO, IDO Thì chỉ có thể bán cho những nhà đầu tư có tiền Mà thôi không thể bán cho người dân Đó là những gì đang xảy ra Thì dự luật này nó cũng không thể đổi điều đó Tóm lại đó thì chỉ có những có tiền Mới tiếp cận được với token giá trị rẻ mà thôi Và thường nghĩ phần này là một phần Mà nó có liên quan đến Phú War các bạn Phú War muốn là người được quyền mua những token này với giá rẻ đầu tiên Rồi sau đó lên sàn mới bán cho nhà đầu tư Chứ không được bán trực tiếp Các nhà phát hành token á thì sẽ phải gửi thông tin cho SEC Tuy là không cần đăng ký nhưng mà vẫn phải gửi thông tin Bao gồm các báo cáo định kỳ về dự án Có nghĩa là giữa năm hay là mỗi năm chia sẻ thông tin cho SEC Những thông tin đó như thế nào đó thì SEC sẽ đưa ra cái quy định Cho đến khi mà được các cơ quan quản lý chứng nhận là đủ phi tập trung Thì token đó sẽ chuyển thành hàng hóa và không liên quan gì đến SEC nữa Đó là điều thứ nhì Điều thứ ba là tổ chức phát hành token sẽ giới hạn số mua ở mức là 5% Hoặc ít hơn thu nhập hàng năm Hoặc tổng tài sản của một cá nhân Có nghĩa là các bạn có bao nhiêu thu nhập đó Thì bạn chỉ được mua con số lên tới 5% Của thu nhập các bạn là cao nhất mà thôi Hay là dựa vào cái tài sản các bạn Là bao nhiêu Thì các bạn có thể mua 5% Tài sản các bạn vào cái token đó Tùy theo cái mức nào lớn hơn Nhưng không được bán hơn 10% Số token của mình cho bất kỳ Một người mua nào có nghĩa là không được gom hết bởi một cá vôi Giao dịch không được liên quan đến các crypto khác và dùng nợ hoặc cổ phần để mua có nghĩa là các bạn là một người có tiền các bạn muốn mua những token mới phát hành này đó trực tiếp từ công ty thì phải dùng tiền của các bạn chứ không được mượn tiền để mua hay là không được đổi bằng cổ phần giống như là các bạn là chủ công ty thì nói bây giờ tôi cho 5% cổ phần đổi 5% của token thì không được làm như vậy và cũng không được dùng token khác để mà mua token có nghĩa là chỉ được dùng đồng đô la mà thôi các bạn. Đó là cái điều mà cũng cực kỳ thú vị. Điều thứ tư là dự luật cũng có nội dung rõ ràng về việc cấm trộm lẫn tài sản khách hàng. Điều này thường nghĩ ai cũng hiểu rồi sau sự việc của FTX. Điều thứ năm là các tổ chức phát hành token sẽ phải được tổ chức tại Hoa Kỳ. Điều này đó cũng rất là thú vị luôn các bạn. Có nghĩa là các bạn muốn bán token của mình cho những cái công ty tài chính ở Hoa Kỳ, những người có tiền ở Hoa Kỳ thì dự án đó phải được ở Hoa Kỳ. Đây cũng là một cách để mà đem trở lại những cái nhân tài những cái dự án đó trở về Hoa Kỳ các bạn nếu như mà họ muốn tiếp cận với phố War có được một cái số tiền lớn thì cần phải ở Hoa Kỳ và phải có kế hoạch kinh doanh và không bị phạt từ SEC trong 5 năm trước khi bán token đó là quy định thứ năm điều thứ sáu đó là chứng khoán tài sản kỹ thuật số có thể được giao dịch trên các hệ thống giao dịch dưới sự giám sát của SEC hàng hóa kỹ thuật số sẽ được giao dịch với sự giám sát của CFTC có nghĩa là họ nói sẽ có hai đơn vị cùng nhau quản lý thị trường này. SEC chỉ có thể quản lý những cái crypto mà nó thực sự là chứng khoán mà thôi. Giống như là à, các bạn à, muốn token hóa chứng khoán hay là trái phiếu thì rõ ràng đó là một chứng khoán hay là trái phiếu rồi các bạn, là một cái công cụ được giám sát bởi SEC. Nhưng mà những loại khác thì sẽ chuyển thành hàng hóa khi mà đủ phi tập trung và được giám sát bởi CFTC. Đây là 6 điều quan trọng được nêu ra từ cái dự luật này. Lưu ý, tương tự như là cái dự luật DeFi và KYC từ Thượng viện đó thì đây chưa phải là luật các bạn, đây là một dự luật mà thôi và nó cần có sự ủng hộ của Đảng dân chủ của cả hai đảng luôn thì mới được thông qua. Và các bạn thấy được là nhà trắng cũng phải ủng hộ tại vì tổng thống Joe Biden phải ký trước khi mình thành luật. Rất là rõ ràng là các bạn thấy là ngày hôm qua và hôm nay đó hai dự luật này đã, đã có một sự tính toán rồi tại vì dự luật ngày hôm qua là liên quan tới DeFi và KYC, hôm nay là liên quan đến quản lý sàn giao dịch và quản lý bán thô kinh hai cái đó nó không có cái sự trùng lập với nhau thì rõ ràng là đã có cái sự nói chuyện giữa thượng viện và hạ viện và cái dự luật này là đến từ hạ viện hôm qua là đến từ thượng viện các bạn cho đến thời điểm hiện tại đó thì cái dự luật này vẫn chưa rõ là có nhận được cái sự ủng hộ cần thiết hay là không vì dân biểu Maxine Waters là đảng viên đảng dân chủ nặng ký trong quỹ ban dịch vụ tài chính hạ viện đã từ chối thảo luận khi mà được hỏi về dự luật này các bạn đã nhớ đó là ở Hạ viện bây giờ thì cái bên mà có nhiều phiếu nhất đó chính là đảng Cộng Hòa Còn ở Thượng viện đó là đảng Dân Chủ hiện tại Thì ngay bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết là những người ở đảng Dân Chủ ở Hạ viện có ủng hộ hay là không Tại vì Maxine Waters là người mà dẫn đầu trong Ủy ban về vụ tài chính vẫn chưa có lên tiếng Tuy các bạn đã nhớ là không cần phải có Maxine Waters cũng có thể thông qua Hạ viện được Tại vì có nhiều phiếu hơn ở ở Hạ viện tại vì Đảng Cộng hòa có nhiều phiếu hơn. Nhưng mà sự ủng hộ của Maxine Waters sẽ dễ dàng hơn ở Thượng viện. Khi mà đã có người ở Hạ viện ủng hộ rồi mà đến từ Đảng Dân chủ thì sẽ dễ dàng nói chuyện hơn ở Thượng viện nơi mà Đảng Dân chủ nắm phần lớn phiếu. Chúng ta cũng không rõ là SEC có hợp tác hay không nhưng mà việc ban hành luật thì không phụ thuộc vào SEC. Và cũng ngược lại các bạn dự luật mà được Thượng nghị sĩ Warren ủng hộ ở Thượng viện đó, Nếu muốn có cơ hội thông qua Hạ viện thì cũng cần phải có cả hai đảng ủng hộ thì mới được thông qua Cho nên tôi nghĩ là hai cái dự luật này đó sẽ có cái sự điều chỉnh trước khi mà trở thành luật Nhìn chung đó thì hai dự luật này đều có ưu điểm và nhược điểm Chúng ta sẽ không hoàn toàn chấp nhận hết đâu các bạn Tại vì đương nhiên luật đó thì không phải cũng thích Và không có gì là hoàn hảo hết Đã nói là luật đó thì cần phải có những quy định và sẽ có những quy tắc mới người ta phải theo nhưng mà đây cũng là một cái khởi đầu tốt các bạn thay vì cứ ngồi đó xem kiện tùng như SEC và các sàn và cứ nói là sắp có luật bây giờ chúng ta đã rõ ràng đã có hai dự luật ở trên bàn rồi bây giờ hai luật này sẽ được xử lý ra sao đó là những ngày kế tiếp khả năng đó là hai dự luật này như thường chia sẻ sẽ, sẽ được điều chỉnh trước khi mà chúng ta thấy cái sự bỏ phiếu bắt đầu hai dự luật này đó là nhắm đến KYC stablecoin DeFi sàn giao dịch và phát hành token điều quan trọng cần lưu ý đó là cả hai dự luật này không đề cập đến hay là nói cách khác là không ảnh hưởng đến cách hoạt động của những token hiện tại hoặc là cách người Mỹ có thể tiếp cận thu mua và bán crypto nói cách khác đó hai dự luật này ủng hộ sự phát triển của thị trường crypto nói chung và không làm ảnh hưởng đến việc là những người Hoa Kỳ sẽ tiếp tục mua BTC, Ethereum gì hết. Chỉ là đưa ra những quy định rõ ràng nếu như muốn phát hành token thì vẫn được ở Hoa Kỳ nhưng mà theo cái quy định như thế này. Nếu muốn vận hành sàn ở Hoa Kỳ cũng được nhưng mà theo quy định như thế này. Nếu muốn có stablecoin cũng được nhưng mà cần phải có KYC vân vân Các bạn nghĩ sao về dự luật này các bạn có thể comment ở bên dưới. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. tôi hy vọng là các bạn nhìn nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn như trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.